Giêsu, Maria, Giuse, gia đình thánh, chúng ta vẫn thường hay gọi tắt là thánh gia. Hôm qua tôi có một bài nói chuyện về cặp đôi hoàn hảo, nói lên được vợ chồng yêu thương nhau và không hề chấp chấp nhau. Và cặp đôi hoàn hảo nó không đến từ những sự hoàn hảo của con người thao lối là nhân thập toàn Nhưng nó đến từ chỗ là nhân vô thập toàn Nhưng họ yêu thương và tha thứ tất cả Hình ảnh đó hoàn toàn khác với bài nói chuyện hôm nay Một gia đình thánh Bởi vì đoạn phúc âm ở trong Luca tôi mới vừa đọc Nói lên được Chúa Giêsu đang ở đền thờ Jerusalem đi chung với bố mẹ rồi khi hai ông bà đi về trong một lễ hội rất đông Ngài ở lại đằng sau rồi nói chuyện Tranh luận với các luật sĩ ở trong đền thờ Và trong đoạn phúc âm tôi đọc Là đoạn phúc âm mà cả hai ông bà đều đến Chứ không phải chỉ một người Bởi vì khi đi về thì chắc mẹ Maria đi chung với nhóm khác cho nên cứ nghĩ là Chúa Giêsu đi với Thánh Giuse Thánh Du Xe đi với một nhóm khác Cứ nghĩ là Chúa Giêsu đi với mẹ Maria Cho đến khi chiều tối về gặp nhau mới thấy không có Và sau ba ngày Tức là sau ba ngày đi đường đó Thì ở trong đoạn phúc âm này nói Hai ông bà mới tìm được con ở trong đền thờ trở lại hả Rồi khi thấy con Hai ông bà sửng sốt Tức là lúc này có mặt của hai người Và mẹ người nói với người con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Con không thấy cha con và mẹ con đây phải cực lòng tìm con. Vậy thì trong hình ảnh này, chúng ta nghĩ gì về một gia đình mà tôi gọi là thánh? Như tôi nói, hôm qua tôi nói đến một cặp đôi hoàn hảo, ở đó tình yêu nói lên sự tha thứ, hôm nay tôi nói về gia đình thánh. Và đây là một yêu cầu, một yêu cầu mà tôi muốn rằng Mỗi một gia đình của anh chị em khi bước ra khỏi nhà thờ này và về tới gia đình trong tối hôm nay, bắt buộc anh chị em phải biến gia đình mình trở thành một gia đình thánh và đây là mệnh lệnh. Đừng nghĩ rằng đây là mệnh lệnh đến từ tôi, mà mệnh lệnh này đến từ Đức Giêsu Kitô. Và mệnh lệnh là điều bắt buộc chúng ta phải làm. Làm được hay không? Đó lại là điều chúng ta cần phải xét mình hàng năm, hàng tuần, hàng tháng Hay chúng ta vẫn thường hay nói đó là mùa chay để cho chúng ta ăn năn Chúng ta nhớ Việc nên thánh là mệnh lệnh Bởi vì Chúa Giêsu bắt chúng ta Các con hãy nên trọn lành Như cha trên trời của các con là đấng trọn lành Vì thế, việc nói với anh chị em biến gia đình của anh chị em trở thành một gia đình thánh. Không phải chỉ là một điều chúng ta ngồi đây để mơ tưởng mà là một mệnh lệnh bắt buộc chúng ta phải làm. Và việc chúng ta làm được hay không đó lại là chuyện khác. Vì thế tôi muốn tập trung vào gia đình thánh là gia đình như thế nào và sự khác nhau giữa gia đình thánh và cặp đôi hoàn hảo hôm qua chúng ta nói có gì khác nhau. Cứ theo ý nghĩa thiên liêng Thì hạnh phúc thật sự Hạnh phúc thật sự mà con người cảm nghiệm được Nó chỉ có thể đến Khi con người thật sự sống thánh thiện Nhưng là con người Cho nên có biết bao nhiêu gia đình chúng ta Cảm nhận được hạnh phúc Tôi để từ hạnh phúc ở trong ngoặc kép ha? Cảm, ngậm, cảm nghiệm được hạnh phúc mà hạnh phúc đây là tôi muốn nói theo ý nghĩa của con người Chứ không phải theo ý nghĩa của Kinh Thánh Hạnh phúc mà con người cảm thấy mình hạnh phúc rồi đó Có biết bao nhiêu gia đình cảm thấy mình được hạnh phúc, vui vẻ, bình an, thoải mái Mà họ hoàn toàn không thánh thiện Nghĩa là hạnh phúc mà họ hiểu đây theo nghĩa là đạt được những gì mà chúng ta cho là thỏa mãn Thỏa mãn được khát khao nhưng chỉ là khát khao hiện tại thôi, khát khao của đời này có biết bao nhiêu gia đình cảm thấy mình hạnh phúc bởi vì họ đạt được những thỏa mãn khát khao của đời này. Và rõ ràng một gia đình hạnh phúc chưa hẳn đã là một gia đình thánh thiện. Bởi vì có biết bao nhiêu vợ chồng tạo cho nhau, tạo cho gia đình mình trở thành một không khí mà họ cảm thấy rất thỏa mãn chồng thương vợ, vợ thương chồng, cha mẹ yêu thương con cái và trong cái nhìn của họ với một cái nhìn hết sức hạn chế, họ cho rằng họ rất là hạnh phúc. Nhưng như tôi nói, đây là một lối hạnh phúc giả tạo hay một một lối hạnh phúc nó chỉ mang tính hiện tại mà không có chiều sâu của đời sau. Và với lối hạnh phúc này thì có người hoàn toàn không thánh thiện hay người Việt Nam chúng ta vẫn thường dùng một từ ngữ là ngưu tầm ngưu, mã tâm mã. Ở những con người mà nồi tròn thì úp vung tròn, chứ nồi tròn vung méo thì làm sao cho vừa. Sống ở trên đời, biết bao nhiêu lần chúng ta thấy có một cặp mà chúng ta gọi là cặp vợ chồng cái kiểu phu sướng phụ tùy. Chồng đã không ra gì, vợ lại còn không ra gì hơn. Và hai vợ chồng kết hợp nhau để làm hại những người khác và những đồng tiền bất chính mà người ta tìm được họ cảm thấy thỏa mãn bởi vì không những chỉ có ông chồng mà còn bà vợ hùa theo đó là những cặp vợ chồng mà trong cái nhìn của họ họ cảm thấy hạnh phúc đủ rồi cho gia đình mà họ quên đây là một gia đình ác chứ không phải là một gia đình thánh thiện Năm 1989 Một trong những điều mà lúc đó tôi cũng mới tới Mỹ ha, Được 2 năm Và suốt ngày tôi nhớ hình ảnh Ở trên TV Nó chiếu hình ảnh của cặp vợ chồng Ông Nikolai và bà Elena uh, đó, của Tức là tổng thống của nước Romania Chủ tịch của đảng Cộng sản Romania Thời kỳ đó Tháng 12 Năm 1989 Khi vùng Đông Âu bị sụp đổ Chế độ Cộng sản sụp đổ thì những người Rumani, quân đội của Rumani khi họ nổi lên để chống lại chính quyền thì họ đã lôi hai ông bà ra, hai ông bà Cesescu ra và họ xử ở trong một phiên tòa, mình gọi là phiên tòa gì? phiên tòa quân đội đó, phiên tòa phiên tòa của quân đội đó hả? Và họ xử rất nhanh rồi họ đem hai ông bà ra và bắn chết xử tử. Lý do tại sao? lý do bởi vì không chỉ ông Nikolai là một con người ác độc với ghét tội là uh, diệt vong đối với người Romani mà Elena tức là bà vợ của ông lại là một người còn ác độc hơn và khi đọc lại lịch sử chúng ta mới thấy thật thật đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã đúng là vợ chồng kết hợp với nhau không phải để đem lại hạnh phúc và niềm vui cho nhân loại mà chỉ là hai con người đúng là có cái sự kết hợp tàn ác để mà diệt trừ những người khác và muốn thổi phòng chính bản thân mình. Cho nên hình ảnh năm 1989 mới qua Mỹ tôi nhớ, nó cứ xuất hiện trên TV rất nhiều lần. Họ không có quay, họ không có quay cái clip khi những người này bị bắn chết. Nhưng họ quay cái clip khi hai vợ chồng bị đem ra tòa án của quân dân cách mạng đó, đem ra để xử. Và khi xử thì họ lên án tử hình, một trong những điều mà bà Elena cũng rất là anh hùng hả? Bà yêu cầu là không được bịt mặt mà trước khi bắn và đương nhiên người ta đem ra bắn chết hai vợ chồng không có bịt mặt. Ở đây tôi muốn nói tới cái gì? Đừng nghĩ rằng khi chúng mình sống trong một gia đình mà thuận vợ thuận chồng là hạnh phúc rồi là thánh thiện, đừng nghĩ như vậy. Hãy nhìn coi thử việc làm của chúng ta có ảnh hưởng đến những người khác hay không? gần đây ở bên việt nam cũng có chuyện có một cặp trẻ gì đó lâu rồi hả cách đây hai ba năm gì đó ở bên hà nội hai vợ chồng đánh đập chết một đứa nhỏ ba tuổi đưa ra tòa đó không thể tưởng tượng được mà cả vợ cả chồng mà ác ôn như vậy và chúng ta sống ở trong đời cũng hay nhìn thấy có cảnh nếu trường hợp mà được vợ mất chồng nói như ngày hôm qua tôi nói hả là thế gian được vợ mất chồng chứ đâu phải như rồng mà được cả đôi cho nên nhiều khi mình nhìn ở trong các cặp vợ chồng Một người chồng hư đốn thì ít ra được người vợ Một người vợ hư đốn ít ra được người chồng Ấy vậy mà đôi khi chúng ta gặp cả một cặp Ở trong đó ngưu tầm ngưu mã tầm mã Khiến cho cả cặp vợ chồng đem lại biết bao nhiêu cái hại cho những người khác Vậy thì một gia đình thánh thiện nó đến từ đâu? Một gia đình thánh thiện nó đến từ không phải sự cố gắng của chính mình không Mà còn đức tin và ơn nghĩa của Thiên Chúa ở đây có ai đọc cuốn truyện của Le uh, Miserable của Victor Hugo mà ngày xưa ông Hà May Anh á, dịch lấy cái bản biên tiếng Việt đó là những kẻ khốn cùng không đưa tay tôi coi. Một người, hai người, ba người, vâng cái bản đó hay hả? Được bao nhiêu người, còn những ai không đọc đưa tay coi thì đương nhiên họ cũng không đưa là bởi vì họ đâu có... <laughs> ai mà đọc cái cuốn sách đó tôi thì tôi đọc cái cuốn đó hồi đó. Không biết sao hồi đó tôi nhỏ nhưng mà tôi có một cái mê là mê đọc sách. Mà ở bên Việt Nam đó thì tối dù khi cũng thời kỳ chiến tranh nữa lớn lên thời kỳ chiến tranh trước năm 75 đôi khi nó tối đó không có không có đèn. Tôi cứ thắp cái đèn dầu nhỏ nhỏ rồi lấy cái cái gói thuốc Marlboro mà nó có cái dây bọc mà bạc đó, bọc nó lại cho đủ sáng để mà đọc sách mê lắm. Mà những cái quân truyện hồi đó mới 90 tuổi thôi mà thích đọc tiểu thuyết mà loại lớn đó. Ví dụ như Chiến tranh và Hòa Bình của Leon Tolstoy hả? Rồi anh em dòng họ Karamazov này kia đó. Rồi cuốn Les Miserables là cũng dịch dài lắm, thích đọc không biết sao. Tôi đọc thì tôi nhớ. Ở trong cái bộ sách Le là trong cái cuốn um, Những Kẻ Khốn Cùng có hình ảnh của một cái cô bé tên là cô, cô Z, nhớ không? Cô Z là con của một người đàn bà tên là Fantine. Bà này có thai mà bởi vì không có chồng hay là bị chồng bỏ thì đúng hơn cho nên bà ta rất là đau khổ và bà ta phải bỏ xa xứ để lên Paris. ở đó bà cố gắng để mà nuôi con. nhưng vì không thể nào vừa đi làm vừa nuôi con được, cho nên bà ta mới đưa con gửi trong một gia đình của ông bà Ternadier. biết có còn nhớ không? Ternadier là hai vợ chồng mà đúng là như tôi nói ngưu tầm ngưu mã tầm mã. cả hai vợ chồng đều tàn ác chứ không phải chỉ có một người. hai vợ chồng đã có hai đứa con gái trước rồi. Nhưng khi nhận nuôi cô Z Thì hai vợ chồng đối xử giống như là chúng ta gọi là tấm cám câu chuyện của Việt Nam vậy Tức là lúc nào cũng hành hạ cô bé cô Z này Và càng ngày thì càng bắt phải tăng tiền lên và phan tin bởi vì không đủ tiền để nuôi con cũng không thể nào đem con lên vừa ở vừa làm đi làm được cho nên cuối cùng vì thiếu tiền biến cô ta trở thành một người gái đứng đường và kiếm tiền trả cho gia đình của tenardier một ngày kia khi ông Jean Van Ja biết được cái sự việc đó và hiểu được giúp cho Phan Tin thì chính ông ta đến để mà nói chuyện với cặp vợ chồng này, rồi cái câu chuyện nếu ai đọc thì hiểu nhiều. Tới rồi thấy cô bé này ăn mặc rách rưới đi lấy nước tội nghiệp quá cho nên thấy cô này nhìn ngồi mê, mê cái gì? Mê hai đứa con của ông chủ chơi một cái con búp bê nhỏ thôi. Mà cô này làm gì được có cái bao giờ có cơ hội để chơi được cái con búp bê đó. Cho nên Jean Văn Jean đi ra ngoài Và mua cho ta cô ta một cái con búp bê tuyết đẹp Jean Văn một người giàu có mà tuyết đẹp Thì khi đưa trở lại hai vợ chồng bắt đầu sáng mắt lên Mới nghĩ rằng ông này có tiền Thế rồi ông nói rằng tôi muốn mua con bé này Hai vợ chồng Tenardier nói Ồ nếu mà ông muốn mua nó thì phải đưa cho chúng tôi là 500 quan tiền 500 franc Ông nói được rồi, ông đưa 500 Hai vợ chồng suy nghĩ một lúc ra nói được không được Nếu 500 thì mẹ của con bé này không chịu cho nên phải đưa cho chúng tôi một ngàn franc Ông nói được rồi tôi đưa một ngàn franc Rồi hai vợ chồng lại họp nghĩ ông này giàu có Cho nên không được Mẹ nó sẽ đến đòi chúng tôi Và vì thế nếu muốn Thì ông đưa cho chúng tôi một ngàn năm trăm franc Lúc này thì Jean Van Giang Rút ở trong túi ra cái tờ giấy ủy quyền Của Phan Tin Người mẹ đã chết Chết vì bệnh lao phổi hả Và nói rằng đây là tờ giấy của người mẹ ủy quyền cho tôi đến để trả tiền và lấy cô bé này đi vì thế đã không còn là lúc để mà trả tiền ở nữa Đây là lúc tôi lấy đi và ông không đưa đồng bạc nào cả Tôi chỉ muốn đưa ra câu chuyện để nói rằng Trên đời có những cặp vợ chồng thật sự nó như vậy Nó ác mà cả vợ cả chồng Vậy thì đối với chúng ta ở trong đời sống gia đình coi chừng nhiều khi thuận vợ thuận chồng đem lại những hạnh phúc Nhưng mà hạnh phúc đó nó có tính cách hiện tại Và quá nhỏ bé trong gia đình Hạnh phúc thật sự có chiều sâu, có đời sau, đem lại sự thánh thiện và đấy mới là sự thánh thiện hoàn toàn và hạnh phúc một cách đầy đủ. Sự thánh thiện nó đòi hỏi phải có hy sinh, bởi vì nếu không có hy sinh thì chưa chắc đã là hạnh phúc thật sự và thánh thiện thực sự. Vậy câu hỏi, điều gì làm cho một gia đình nên thánh? Điều gì là yếu tố làm cho một gia đình nên thánh? Nếu chúng ta đi vào thần học thì chỉ có Thiên Chúa là đấng thánh. Chỉ có Thiên Chúa là đấng thánh và vì thế, chỉ có Thiên Chúa mới làm cho gia đình nên thánh. Nhưng Thiên Chúa ban ân sủng cho mỗi gia đình của anh chị em để anh chị em cộng tác với ân sủng đó mà làm cho gia đình anh chị em nên thánh. Và tôi muốn đưa đến ba yếu tố nhưng thời gian không có nhiều, có lẽ tôi tập trung vào một trong ba yếu tố đó để nói cho anh chị em biết về gia đình thánh. Gia đình thánh thứ nhất là một gia đình phải biết yêu thương chấp nhận nhau. Thứ hai là con cái phải biết vâng lời cha mẹ và thứ ba là mỗi một thành phần con cái hoặc vợ hoặc chồng mỗi một con người phải biết dùng từ ngữ mà ở trong thư của uh, gửi cho tín hiệu do Thái hả uh, hoặc là ở trong thư của uh, trong lời của tiên tri hosea nói là lạy chúa con đến để thực thi ý chúa nói cách khác một gia đình thánh là một gia đình phải biết yêu thương và chấp nhận nhau nói về việc cha mẹ với con cái vợ chồng với nhau thứ hai là con cái phải hiếu thảo cha mẹ bởi vì đó là một trong mười giới răng của Thiên Chúa. Và cái thứ ba, từng con người phải có bổn phận hiểu rằng mình đến đây để thực thi ý Chúa. Vậy tôi đi vào vấn đề thứ nhất, thánh thiện. Như tôi nói, thánh thiện nó có nguồn gốc từ Thiên Chúa và thánh thiện là một sự hiến dân riêng, riêng cho Thiên Chúa để gia đình của chúng ta được làm theo ý Chúa. Tôi đọc một đoạn ở trong thư của Thánh Phêrô, thư thứ nhất của Thánh Phêrô chương 1 từ câu 15 tới câu 16 ngài viết: Anh em hãy sống thánh thiện trong cách ăn nếp ở, để nên giống Đấng Thánh đã kêu gọi anh em, vì có lời kinh thánh, hãy sống thánh thiện vì ta là Đấng Thánh. Như tôi nói, thánh thánh thiện chỉ có Thiên Chúa mà thôi. Và Thánh Phêrô kêu gọi anh em hãy sống thánh thiện vì ta là Đấng Thánh. Trong thư thứ hai gửi cho Corinto Thánh Phaolô viết Làm sao đền thờ Thiên Chúa lại đi đôi với tà thần được Vì chính chúng ta là đền thờ của Thiên Chúa hằng sống Như người đã nói ta sẽ đến cư ngụ và đi đi lại lại giữa họ Ở đây Thánh Phaolô muốn nói chúng ta Gia đình thân thể của chúng ta cũng như gia đình của chúng ta Là đền thờ của Thiên Chúa và vì thế bắt buộc chúng ta phải thánh hiến nó Bởi vì Ngài đặt câu hỏi Làm sao đền thờ của Thiên Chúa lại đi đôi với tà thần được Điều gì làm cho giê Maria và du -xe nên thánh Hãy tưởng tượng cha mẹ đến coi con cái Đi cũng không báo Rồi đến khi đến hỏi Tại sao để cho cha mẹ phải lo lắng Còn trả lời một câu có thể nói là rỗng tuếch Cha mẹ không biết rằng con có bổn phận ở trong nhà của cha con sao? Rồi Phúc Âm nói hai ông bà chẳng hiểu gì cả. Chính những mâu thuẫn đó, chính những điểm mà chúng ta không tìm ra câu trả lời biến gia đình này trở nên thánh. Ý tôi muốn nói gì? Sự kiện mà biến gia đình này nên thánh nó bắt đầu với việc chấp nhận. Chấp nhận ngay cả cái mình không hiểu. Thánh Giuse khi nghe lời của thiên thần ở trong mộng nói rằng: "Hãy cứ nhận Maria, bởi vì con của bà sinh ra là đấng thánh." Không hiểu nhưng vẫn nhận. Mẹ Maria khi được thiên thần nói: "Đừng sợ, này trinh nữ đừng sợ, bởi vì thánh thần của Chúa sẽ bao phủ bà và con bà sinh ra cũng sẽ là con của đấng thánh." Rồi cũng chấp nhận mà hoàn toàn không hiểu. Đem con vào đền thờ Simeon phán một câu Rồi đây sẽ có một lưỡi gươm đâm thâu qua lòng bà Rồi bà cũng giữ những điều ấy trong lòng suy đi nghĩ lại Mà cũng không hiểu Và cho đến giờ đứng dưới chân thánh giá Mà khi Chúa Giêsu không còn ai để lo lắng cho mẹ về tuổi già Thì chỉ cần nói tới Bây giờ còn có một môn đệ Chúa yêu chắc là ông Doan đứng đấy thôi Con đem bà về nuôi dùng đi Thì cũng không hiểu nhưng cái làm cho gia đình nên thánh, cái làm cho những con người này trở thành thánh chính là việc họ chấp nhận bởi vì họ biết họ đến để làm theo ý Chúa. Chấp nhận đầu tiên với việc của Giu-sa. Tôi nói đến Giu-sa trước. Giu-sa chấp nhận chọn Maria làm vợ. Giu-sa chấp nhận ở trong giấc mộng là hãy đem mẹ và con trẻ đi qua Ai Cập mà biết rằng có bao nhiêu cái khó khăn rồi đến khi Herode chết nhận được báo mộng Đưa về và đừng ở đó nữa Về trên vùng Nazareth Cho nên chấp nhận Ngay cả trong hình trong hoàn cảnh hết sức thiếu thốn Ngay cả trong hoàn cảnh Hoàn toàn không tiện lợi một chút nào Đi di cư như vậy Nói lên được chính những con người này Là con người thánh Bởi vì họ đến để làm theo ý của Thiên Chúa Chấp nhận nó không đến một cách tự nhiên mà nó đến với sự cố gắng của mỗi một người chúng ta do chúng ta biết học hỏi vì thế khi chúng ta yêu người ta nói khi yêu thì yêu hết mọi sự từ người yêu của mình mình yêu tất cả những gì đến từ người yêu nhưng đó không phải là chấp nhận đó chưa hẳn là chấp nhận chấp nhận là khi có những cái mà nó đi ngược lại với sở thích của mình hay ngay cả khi mình không hiểu mà mình vẫn làm chấp nhận là một trong những điều kiện rất cơ bản về mặt tâm lý của con người. Khi chúng ta còn bé, còn nhỏ thì mình tìm sự chấp thuận, chấp nhận của cha của mẹ, lúc nào ai nói với mình cái gì ok đó được lắm, thích lắm thì mình vui. Lớn lên thì mình tìm sự chấp nhận và đồng thuận của người vợ, người chồng, của cộng đoàn, có biết bao nhiêu người khi họ làm xong một việc Họ chỉ chờ đợi những người chung quanh khen họ một câu hoặc chấp nhận việc đó Và nếu những ai không chấp nhận thì họ cảm thấy hụt hẫn Hay nhiều khi họ không muốn tham gia cộng tác nữa Một trong những điều căn bản ở trong đời sống hôn nhân Là khi những người có thể nói được với nhau câu là Anh yêu em chỉ vì người đó là em Em yêu anh chỉ vì người đó là anh hay nói theo kiểu tiếng Mỹ I love you just the way you are. I love you just the way you are em không cần thay đổi gì cả, anh không cần thay đổi gì cả. Nhưng ai cũng biết rằng đây chỉ là một câu nói theo kiểu của tiếng Mỹ gọi là wishing thinking, chỉ là một ước mơ thôi. Bởi vì sau khi lấy nhau một thời gian, chúng ta bắt đầu đặt câu hỏi. Vậy thì tại sao mà em lại cứ như thế này? Vậy thì tại sao em không đổi đi? Đừng quên. Với thời gian, không chỉ con người thay đổi mà tư tưởng và hoàn cảnh làm cho chúng ta cả hai đều thay đổi chúng ta phải nhớ như thế này thường con người của chúng ta không thay đổi nhiều nhưng cách thức suy nghĩ tư tưởng suy nghĩ của chúng ta thay đổi rất nhiều và vì thế nếu chúng ta đã biết người bạn đời của mình hay nóng giận hay là hay nói nhiều hay cầu nhàu cẩu thả lầm biến ví dụ thì liệu chừng chúng ta có biết chấp nhận ngay từ đầu không điều quan trọng ở đây tôi muốn nói là nếu có nói đến sự chấp nhận thì chúng ta phải biết chính chúng ta là người cần phải thay đổi trước bởi vì chính chúng ta trước đây đã chấp nhận hay nói với người đó i love you just the way you are i knew em bởi vì người đó là em không cần thay đổi gì cả và họ không thay đổi nhưng chính bây giờ mình thay đổi và mình bắt đầu đặt câu hỏi tại sao em như vậy tại sao anh như vậy ban đầu khi yêu nhau có những chàng trai hả tôi thì không thích chó mèo gì đâu thì tôi dùng ví dụ đấy đi có những chàng trai không thích chó không thích mèo ấy vậy mà để tán cô này thấy cô này có con chó con mèo Ô, thích lắm mà đến khi về rồi mới bắt đầu nói giờ ta không thích nữa rồi bây giờ bắt đầu gây sự ra cái mà anh ta thích ban đầu chỉ nhằm mục đích tán vợ tán gái mà thôi nhưng sau khi được rồi thì những tư tưởng đó nó không còn hả hay là nhiều khi vợ thì thích sống những nơi nhộn nhịp à, Thôi anh ở thành phố cũng được Lấy nhau được một vài tháng một năm Giờ thay không ở đây được nữa ồn quá đi chỗ khác chẳng hạn Chưa nói là những cái nhỏ nhặt ở trong nhà Ăn cơm người thích ăn cơm khô Người thích ăn cơm ướt hả Rồi người thích ăn canh Người thích ăn kho Thôi đủ thứ chuyện Ở đây tôi chỉ muốn nói như thế này Khi mà những bạn thích điều mà mình không thích thì không có nghĩa là người đó thích một điều gì sai Đừng nghĩ như vậy Vợ chồng mà chúng ta có những ý thích khác nhau Đó là chuyện bình thường Và nó nói lên được cá tính của mỗi người Việc chấp nhận mới là điều làm cho chúng ta nên thánh Còn mỗi một người sinh ra Thiên Chúa dựng nên đàn ông khác với đàn bà Và đây là một đặc nét của Thiên Chúa Ngài để cho người nam người nữ bổ sung với nhau vì thế, việc khác nhau là chuyện bình thường. Cho nên mà cũng nhờ như vậy hả, người ta biết đàn ông thích cái gì người ta biết. Tôi nhớ cái câu chuyện ừ, chuyện hề hề thôi vui vui thôi có một ông đi vào trong nhà rồi vợ hỏi anh làm cái gì đó ơ anh mới đập năm con ruồi, ba con ruồi được và hai con ruồi cái, hỏi sao anh biết được ba con ruồi được hai con ruồi cái? À, là bởi vì có ba con ruồi nó đậu trên vỏ chai bia còn là hai con nó đậu trên cái telephone. Nó vui thôi nhưng mà nói lên được cái cá tính Người nữ khác với người nam đó là chuyện bình thường Vậy khi chúng ta chấp nhận nhau thì chắc chắn Hôn nhân hạnh phúc hơn nhiều Và việc đó là việc chúng ta biết Sống trên đời chúng ta không cần phải đồng nhất Không cần phải gọi là giống nhau tất cả không cần thiết Chính cái khác nhau nó làm cho đời thú vị nhưng điều quan trọng là làm thế nào để cả hai bên cả vợ cả chồng phải biết hỗ tương cho nhau nhất là khi hai người không chấp nhận nhau thì sự gây gỗ liên tục xảy ra ở trong gia đình hãy tưởng tượng khi mình ở với một người nào đó mình không hợp hả? tưởng tượng khi mình ở với một người nào đó mình không hợp khi mình sinh hoạt với một người nào đó mình không thích thì mình thấy khó chịu đến mức nào cho nên nếu trường hợp đã chấp nhận nhau Thì chúng ta cảm thấy nó nhẹ gánh hơn Đi đâu thì cho thiếp đi cùng Đói no thiếp chịu mà lạnh lùng thì thiếp cam Hay như ông bà của chúng ta nói hả Con vua mà lấy thằng bán thang Nó đem lên ngàn thì cũng phải đi theo Bởi vì lúc đó chúng ta chấp nhận được Không phải là chấp nhận số phận làm vợ Mà chấp nhận được cái cực khổ của người chồng, của người vợ Và khi chấp nhận được thì đó chính là hành động làm cho chúng ta nền thánh Tôi muốn nói đến chấp nhận trong hôn nhân Nó có bốn điều mà tôi nói tới Thứ nhất là chấp nhận sự khác biệt với nhau Và chúng ta nên celebrate Nên mừng là chúng ta có sự khác biệt Thứ hai là chấp nhận những tật xấu của nhau Và chấp nhận cái tật xấu đó Cái thứ ba là nhận ra những ưu điểm của nhau Và khuyến khích nó Và cái thứ tư nhận ra những khuyết điểm của nhau và hỗ trợ nhau. Thứ nhất, chấp nhận nhau. Chấp nhận nhau, nhìn ra những sự khác biệt. Và sự khác biệt tiếng Mỹ nó gọi là nên celebrate, it's good to celebrate differences. Cái sự khác biệt làm cho chúng ta vui mừng hơn là mình bắt người khác phải như mình. Ở trên đời này nếu chỉ có một màu thôi thì chắc là chán lắm, mà cũng bởi vì nhiều màu, cũng bởi vì nhiều dân tộc, nhiều ngôn ngữ cho nên làm cho đời nó thú vị hơn. Món ăn mà lui tới chỉ có một món nó cũng chán. Thì cũng vậy. Nhiều khi chúng ta chỉ nghĩ là chúng ta muốn người vợ người chồng của mình phải nghĩ ý như mình, phải ăn cái gì mình muốn hay thường thường cứ nói những ông những bà nào mà sống với những ông chồng bà vợ độc tài như vậy thì biết khổ là bao nhiêu. Ông bắt cả gia đình đều phải theo. Chúng ta nói tôi không muốn bà như vậy, tôi không muốn các con phải như thế này. đây là một hình thức độc tài tại sao không nói là tôi rất là vui là bởi vì các con nói như vậy bà thích điều này điều kia. tại sao chúng ta không nói là chính những sự khác nhau ở trong cuộc sống đem lại niềm vui ở trong cộng đoàn trong giáo xứ có biết bao nhiêu người có những tài khác nhau và cộng tác làm cho giáo xứ ngày càng thêm thú vị, càng thêm vững mạnh hơn việc đầu tiên là chúng ta nhận ra nhận ra sự khác nhau giữa người chồng với người vợ và chúng ta nên vui mừng vì chuyện đó bằng không đời nó hết sức cô gọi là cái gì à, đơn điệu hả? thứ hai là chúng ta nhận ra những tật xấu và chấp nhận nó có những người lấy vợ lấy chồng rồi bắt đầu đi ra thang hả Ôi, ông lười tắm quá Hay là áo quần của ông lúc nào về cũng vất lung tung Giày dép thì vất chỗ này Ăn uống thì đôi khi ăn nhanh như lính vậy Mỗi lần ăn thì miệng cứ mở ra nhai Những cái này họ biết trước cả rồi mà Tôi đang nói tới những tật xấu hả Mỗi lần đánh răng thì uh, bót đánh răng một nơi Cam đánh răng một nơi Một con người rất là thiếu ngăn nắp hả hay là bù lại, trời ơi nó kỹ lắm, nó kỹ tới độ mà tôi mà rửa chén rồi nó xuống nó rửa lại. Lau nhà đó mà nó không chịu nó lau lại Nhiều khi nó kỹ quá làm rất là bực mình Tất cả những cái này mình biết hết rồi mà Cái câu hỏi đặt ra là Liệu chừng mình có chấp nhận những cái tật xấu này hay không Đương nhiên con người cũng phải thay đổi hả Có những cái thật xấu mà mình nên thay đổi Nhưng cũng có những cái Nó gọi là vô thưởng vô phạt Ví dụ một người ăn Mà ăn hơi chậm Bên cạnh có một người ăn thì quá nhanh nó cũng không phải là một cái gì cần phải thay đổi Khác với một người Lúc nào làm việc gì cũng đi trễ chẳng hạn Mỗi một lần kêu đi lễ là chờ chết luôn Thì những cái đó cần phải thay đổi Nhưng ý tôi muốn nói, ý tôi muốn nói Là có những người có những tật xấu Mà những tật xấu này Có thể do họ cố tình Mà cũng có thể là Nó không phải cố tình mà một phần của cái bản năng họ ở tiếng Mỹ nó có một cái từ gọi là common sense Khó dịch ra tiếng Việt tôi không biết dịch là cái gì nhưng mà common sense là một cái, cái ý mà khi chúng ta đến nơi nào thì mình có thể hòa nhập một cách dễ dàng Đứng trước anh chị em Mà khi ăn nói thì cố gắng đứng cho nó đàng hoàng Đừng có vô đây vừa nhảy vừa la người ta cười Nếu trường hợp mà có gặp ai thì nói Ô sao chị hôm nay có khỏe không Thay vì mới gặp nó sao bữa nay mập quá vậy Họ nói mình vô duyên Mà cái vô duyên đôi khi là một cái tính trời cho mình có duyên bởi vì mình biết cách nói chuyện mà có những người thật sự vô duyên mà rất tội nghiệp họ không biết là họ vô duyên gặp mình tự nhiên thay vì nói một câu rất là dễ thương nói trời ơi bữa nay xấu dữ vậy á hả à, đối với tôi thì không sao hả nói với những người khác tội nghiệp họ chứ những cái đó nhiều khi mình đã biết được người bạn đời của mình có những cái tật xấu kỹ tôi muốn nói là, nếu mình biết những tật xấu liệu chừng mình có biết chấp nhận hay không rồi những cái khuyết điểm Cái thứ ba là mình có chấp nhận được những khuyết điểm Và khi mình biết người vợ, người chồng của mình có khuyết điểm Mình có biết cách để nâng đỡ nó hay không Nâng đỡ để họ thoát ra những khuyết điểm đó hay không Có những người vợ, có những người chồng họ mặc cảm Họ tự ti, họ thiếu tự tin Nhất là có những người bị tự kỷ Có những người đang bị yếu tố về tâm lý Họ căng thẳng chẳng hạn đây là những người cần sự giúp đỡ rồi bạn bè với nhau trong hoàn cảnh những anh chị em đang gặp khó khăn ở trong gia đình thay vì đến để an ủi hả trời ơi sao dạo này thấy buồn dữ vậy có cần gì không có gì thì gọi tiếng rồi có gì tới giúp được thì giúp đã vậy rồi còn tới phá ăn câu ồ sao bữa này sao mà tệ quá vậy trời ơi đúng là đáng kiếp hả ta đã nói trước rồi có phải là vừa vô duyên mà vừa có vẻ gọi là đè bẹp người ta trong cái hoàn cảnh người ta đang căng thẳng không có những khuyết điểm mà chúng ta nhìn thấy được ở người vợ người chồng của mình mình có thể nâng đỡ được mình có thể khuyến khích được nếu trường hợp người vợ người chồng nhất là những người đang gặp khó khăn như tôi nói về mặt tâm lý chẳng hạn tại sao mình không nói ô không sao em ơi em là niềm vui của gia đình bởi vì nhờ em mà con cái nó được thế này thế kia một hình thức mình support mình nâng đỡ họ những điều này hết sức quan trọng và cuối cùng là cái uh, những uh, hình như ưu điểm tôi nói rồi ưu điểm tôi nói chưa hình như chưa hả gặp những ưu điểm miền khuyến khuyến khích người ta nếu trường hợp một người vợ nấu ăn ngon tại sao mình không khuyến khích họ đương nhiên khuyến khích ở một mức độ nhiều khi em nấu ăn ngon nhưng mà anh dặn nè một tuần á thì nấu ăn xong rồi đi cho người ta chừng hai ngày thôi chứ một tuần mà vừa nấu ăn bảy ngày đi cho hết không ai ở nhà rửa chén nhé ráng mình vừa khen nhưng có những điều mình có thể nói được để mục đích mình khuyến khích họ nếu là ưu điểm mình khuyến khích nếu là khuyết điểm mình nâng đỡ họ bởi vì một khi chấp nhận nhau hay là nói theo kiểu tiếng mỹ I love you the way you are nếu thật sự chúng ta chấp nhận nhau được và đó là thái độ đó là hành động của những người nên thánh. Yêu là một động lực giúp chúng ta chấp nhận. Tôi cứ hay sổ cái câu thơ mà có một cái anh chị một cái cô nàng. Nàng yêu chàng và chàng cũng yêu nàng. Nhưng mà môn đăng hộ đối ở Việt Nam làm cho hai vợ chồng khó có thể đến với nhau được. Cho nên cô nàng nói với anh chàng Thôi anh về lấy vợ cho xong Em là con tép lộn rong khó tìm Em thân phận của em không thể nào mà ví với lại tôm hùm Với lại tôm lớn được Em chỉ là một con tép lộn rong khó tìm Nhưng mà chàng trả lời Khó tìm thì anh vẫn cố tìm Lộn rong thì anh vớt hết Chứ không có mình thì anh ở với ai đây là thái độ của những con người chấp nhận hả? Cũng giống như các ông bà già xưa nhiều tôi nói ở ngoài Bắc đó hả? Vì tình mà anh phải đi đêm Vấp năm bảy cái thì đất nó vẫn êm hơn giường Đi tán gái mà đi đêm là vậy đó Vì tình mà anh phải đi đêm Vấp năm bảy cái đất nó vẫn êm hơn giường Là bởi vì ngày nào mà trời trăng sáng á Thì đâu có được đi tán gái Phải lo đi làm, đi tác gầu sòng, đi tác nước Ngày nào mà trăng không có Tối rồi thui rồi Cha mẹ mới cho đi chơi chứ Khỏi đi làm Thì lúc đó mới bắt đầu đi Mà có như vậy thì ông bà mới nên đôi nên cặp Mà khi đi thì không thấy đường Cho nên đường đê thì nó nhỏ Cho nên vì tình mà anh phải đi đêm là vậy Chấp nhận Nó làm cho cuộc sống của chúng ta thay đổi và đương nhiên động lực của nó là tình yêu Nhưng chính việc chấp nhận là bản lĩnh và thái độ của những con người Ngay cả không hiểu ngay cả không hiểu Nhưng họ chấp nhận được Và chính việc đó làm cho họ nên thánh Mẹ Maria không hiểu Thánh Du không hiểu Và chính Chúa Giêsu nếu có dịp dạy về thần học Tôi cũng nói rằng Ngài cũng không hiểu Khi dạy về môn Kỳ Tô học Mà tôi nói Chúa Giêsu sống như chúng ta ngoại trừ tội lỗi Tức là Ngài là một con người Và đã là một con người giống như chúng ta ngoại trừ tội lỗi thì chính Ngài cũng không biết được kế hoạch của Chúa Cha cho Ngài Và vì thế trong đời Chúa Giêsu khi ở trên thánh giá có một giây phút mà chúng ta tạm gọi là gần như chứ không bao giờ có đâu gần như ngài mất đi niềm hy vọng đương nhiên ngài không bao giờ mất nhưng gần như ngài mất niềm hy vọng khi ở trên thập giá ngài trích lại lời của thánh vịnh năm hai Eloi Eloi lama sabatani Lạy Thiên Chúa Lạy Thiên Chúa của tôi Sao Ngài bỏ rơi tôi Đến lúc này Ngài không nhìn thấy bất cứ một ai bên cạnh Đến lúc này Ngài nghĩ rằng Ngài đến với một sứ mạng Là đem tin mừng cho con người Và Thiên Chúa Cha hứa sẽ luôn luôn ở với Ngài Và vì thế Ngài trông mong Ít nhất ở trong vườn địa đàng Khi Ngài mồ hôi như máu nhỏ xuống đất Thì cũng có thiên thần đến để an ủi rồi vác thập giá rồi bị đóng đinh rồi biết bao nhiêu điều sỉ nhục thì ngài tin rằng Thiên Chúa Cha cũng trung thành hay một hình thức luôn ở bên cạnh. Vậy mà đến khi ở trên thánh giá sắp chết rồi mà không thấy ở đâu cả, cho nên ngài phải đọc lại một lời ở trong thánh vịnh lại Thiên Chúa sao mà bỏ rơi con đây. Và đương nhiên Thiên Chúa Cha không bỏ rơi ngài. Cho nên khi ngài chết thì Thiên Chúa Cha đã cho ngài sống lại. Nhưng mà ở đây tôi muốn nói Ngay Đức Giêsu cũng phải chấp nhận Chấp nhận điều mình không hiểu Và chính cái đó làm cho chúng ta nên thánh Hãy tưởng tượng Anh ở giáo xứ này phải không? À, tên gì? Anh Nguyên hả? Bây giờ hãy tưởng tượng tôi không biết anh Nguyên là ai nha Tôi có nói đại vậy thôi anh bắt đầu ra người ta chọc anh đấy Bây giờ cha thiên ân nói với tất cả mọi người như thế này Anh Nguyên ở đây cũng lâu rồi Và rất là tốt Hai vợ chồng cộng tác ở trong giáo xứ Cho nên bây giờ đó chúng ta tôi nghĩ đó Là mình bầu ảnh làm chủ tịch của uh, hội đồng mục vụ đi Nhưng điều có một cái là mình cũng không biết tính tình ảnh nhiều Thôi bây giờ đó mình thử để coi ảnh phản ứng như thế nào thì chốc nữa ảnh đi ra ngoài kia đó Mình cho một người nào đó lại tác anh một cái Hoặc là tông lên cái chân của ảnh một cái hả tinh xa để coi thử là anh giận như thế nào bình thường cứ theo bản tính con người đứa nào tới mà tác nước vô quần một cái là ổng quýnh ổng đá lại một cái liền nhưng mà nếu ổng hiền hòa nhẫn nại ô sao có chuyện gì không vậy hả thì chứng tỏ là một con người có nhân đức cao và như vậy thì chúng ta bầu ảnh làm chủ tịch cái xui là khi cha xứ nói như vậy không biết sao á bà này nghe cho nên bà về bà thuộc lại cho ổng biết mà nói anh à ngày mai anh đi xuống giáo xứ là có vụn nước là người ta tạt nước lên anh đó. mà người ta làm gì anh đừng có phản ứng nha bởi vì anh phản ứng người ta biết đó, thì cứ nín thở qua sông ngày mốt người ta bầu anh làm chủ tịch đó. đến khi ổng đi qua tạc nước xong có người tác tai ổng hiền lành yên lặng rồi cuối cùng người ta bầu là ổng làm chủ tịch có công trạng gì không không là bởi vì đây là một cái âm mưu Ông biết trước để nín thở qua sông Và như vậy mình làm việc này người ta sẽ chọn mình để làm việc kia. Cái làm cho con người trở nên thánh là khi mình không biết những việc gì xảy ra mà mình vẫn chấp nhận và chính Chúa Giêsu cũng vậy. Và đó là lý do tại sao mà Chúa Giêsu nói trích lại lời của Thánh Vịnh Lạy Thiên Chúa sao mà Ngài bỏ rơi con Bởi vì nếu Ngài biết trước thôi thì ráng chịu đi Chỉ thêm chút xíu nữa thôi là Thiên Chúa sẽ cho sống lại và thưởng vinh quang Thì nếu như vậy thì thôi ai chẳng chịu nhưng bởi vì mình hoàn toàn không biết, cho nên chính cái không biết nó mới làm cho con người mình mang cái tính thánh thiện và chấp nhận theo ý của Thiên Chúa. Còn nếu biết rồi thì đây là ý ông chứ đâu phải là ý của Chúa. Việc chấp nhận ở trong gia đình làm cho anh chị em trở nên yêu thương nhau và đó là yếu tố làm cho anh chị em trở nên thánh và như tôi nói, chấp nhận ngay cả khi không hiểu tại sao mà biết rằng đừng bao giờ nhắc một câu có tính cách gọi là xí nhục thiên chúa rằng hôn nhân này là một lầm lẫn chúa không lầm chúa không lầm khi kết hợp anh chị em nhưng chúng ta thay đổi quá nhiều đến độ mình nghĩ là thiên chúa lầm và vì thế nếu có những việc xảy ra mà ngay cả khi mình không hiểu thì chúng ta có thể chấp nhận để hiểu rằng ý của Thiên Chúa Ý của Thiên Chúa ở trong đời mình Và chắc chắn một điều những đau khổ của mình đang chịu có ý nghĩa Hôm qua tôi đọc cái bài ca dao của Việt Nam hả Lỗ mũi mà có 10 gánh lông Trồng thương, trồng bão, râu rồng, trời cho Trời ơi, con gái mà lông mà nó dài như vậy Râu mũi mà nó dài như vậy Trồng thương, trồng bão, râu rồng, trời cho Đêm nằm thì ngáy o chồng thương chồng bảo ngáy cho vui nhà đi chợ thì hay ăn quà chồng thương chồng bảo về nhà đỡ cơm trên đầu những rác cùng rơm chồng thương chồng bảo hoa thơm rắc đầu ăn thua mình cắt nghĩa thôi à và nếu trường hợp mình chấp nhận được như vậy thì cuộc sống nó hoàn toàn khác ở trong thư ở, ở trong sách sáng thế khi Thiên Chúa tạo dựng con người Ngài bắt con người yêu thương nhau Đến độ phải bỏ cha bỏ mẹ Để trở nên một Đây là xương bởi xương tôi Thịt bởi thịt tôi Lời của ông Adam nói với bà Eva Bởi thế sách sáng thế chương 32 viết Người đàn ông lìa cha mẹ Và gắn với bó với vợ mình Và cả hai trở nên một xương một thịt Mà ở trong phúc âm của Matthew chương 19 Trích lại câu đó Và nói thuở ban đầu Thiên Chúa dựng nên như vậy và như vậy họ không còn là hai nhưng là một Và phúc âm của Matthew kết luận Là việc gì Thiên Chúa đã liên kết con người không có phân ly Việc chấp nhận và yêu thương nhau là một yếu tố vô cùng quan trọng Mà muốn nói đến yêu thương, muốn nói đến chấp nhận Thì ở trong đó tôi nói đến cái tính thánh thiện mà con người của mình Cộng tác với hồng ân của Thiên Chúa Yêu nhau thì mấy núi cũng trèo mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Bởi vì nếu chúng ta thật sự có tình yêu và yêu thương giữa vợ chồng thì chúng ta sẽ lượt thắng được tất cả. Ở đây tôi chỉ nói tới trong tình yêu và trong sự chấp nhận như bài phúc âm mà tôi nói tối hôm nay lễ Chúa nhật hoặc là ngày mai đó bài phúc bài bài đọc thứ hai của của thánh thư của thánh Gioan đó, ngài nói với chúng ta đừng yêu nhau bằng đầu môi chót lưỡi mà phải có những hành động cụ thể và ở trong sự thật, ở trong chân lý. Nói cách khác, nếu thật sự yêu nhau thì phải có những hành động cụ thể và tìm tình tình yêu ở trong chân lý trong sự thật chứ không phải là một loại tình yêu ảo. Mà tình yêu nó bắt đầu bằng cái gì? Nó tình yêu bắt của con người chúng ta là những người có thân xác. Đừng biến chúng ta trở thành những thiên thần trước khi chúng ta chưa chết. Người vợ, người chồng là những người có thân xác Và vì thế tình yêu cũng hết sức cụ thể ở trong thân xác Khi người vợ, người chồng bắt đầu bằng những cảm nghiệm có sự hiện diện của nhau Gần gũi nhau Xa mặt cách lòng đó là điều đương nhiên Đương nhiên ở trong lối của tình yêu hả Thì chúng ta cũng hiểu Nó có thể có những cái tình cảm có tính cách lãng mạn Nhưng lãng mạn chỉ là một phương tiện để dẫn đến mục đích nó không là mục đích yêu em không dám vô nhà đi qua đi lại hỏi có gà bán không nhà em bán vải cùng bông rồi nhà em bán vải cùng bông vải thì em có mà gà thì em không lãng mạn nó chỉ là một cái yếu tố ban đầu để giúp cho vợ chồng tìm đến với nhau nhưng nó không phải là mục đích và vì thế nếu chúng ta biết được yếu tố làm cho gia đình mình trở nên thánh thì bắt buộc chúng ta phải có yếu tố chấp nhận hả? rồi cái thứ hai việc thảo kính cha mẹ à, à, à thứ hai là yêu à, tha thứ chấp nhận đưa đến sự tha thứ. Như tôi nói tôi không có nhiều giờ ở trong này. Tha thứ là một chọn lựa, một chọn lựa của con người. Và tha thứ luôn luôn đòi hỏi chúng ta phải có hy sinh và phải có đức tin. Không có đức tin, chúng ta không thể tha thứ được. Chúa Giêsu nói Thánh Phaolô dặn rất rõ ở trong cô lô anh em hãy tha thứ cho nhau như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh chị em. Còn Chúa Giêsu ở trong kinh lạy cha Ngài dạy cái gì Xin tha cho con như con cũng tha những người có lỗi với con Vậy thì nói về tha thứ rất vắng gọn thôi Tha thứ là một chọn lựa mà con người của chúng ta chọn Để cho gia đình được hạnh phúc Để chúng ta biết chấp nhận nhau Tôi đưa đến cái phần thứ hai là thảo kính cha mẹ Và tôi sẽ nói nhiều về thảo kính cha mẹ của con cái Ở trong giờ tới hả nhưng vấn đề thảo kính cha mẹ hết sức quan trọng Ở đây đối với chúng ta những người lớn tôi muốn nói cái gì Một trong những 10 điều răng của Thiên Chúa nói thảo kính cha mẹ Và ở bên Việt Nam chúng ta có một cái đạo gọi là đạo hiếu Tu đâu cho bằng tu nhà Thờ cha kính mẹ mới là chân tu bởi vì đạo hiếu mà ngay ở trong sách châm ngôn cũng như sách khôn ngoan của người Do Thái dạy cho chúng ta Nếu chúng ta không tỏ ra thảo hiếu với cha mẹ mình Thì chúng ta không thể nào sống đạo được Và vì thế một trong mười điều răng Điều răng thứ tư hãy thảo kính cha mẹ Trong một gia đình thánh thiện bắt buộc con cái phải có thảo hiếu Mà thảo hiếu của văn hóa Việt Nam Nó còn đi sâu hơn văn hóa của người Do Thái trong khi người Do Thái không tin vào đời sau, thì việc thảo hiếu của con cái đối với cha mẹ là làm thế nào để cha mẹ trong đời này, nhất là khi ông bà già rồi thì chúng ta phải có bổn phận săn sóc họ. Ở trong văn hóa Việt Nam thì việc thảo hiếu của cha mẹ nó còn đi một bước xa hơn là không những chúng ta chỉ lo cho ông bà khi còn sống mà ngay cả sau khi ông bà chết rồi mình cũng vẫn phải còn có bổn phận. Họ cười chê chúng ta hả? Khi sống thì con chẳng cho ăn Mà đến khi đã chết thì chỉ có làm văn tế ruồi Có biết bao nhiêu người khi cha mẹ chết rồi Làm, linh, làm đám linh đình và những điều này chỉ đem lại những điều cho giả hội người ta chế diễu thôi. Khi sống thì con chẳng cho ăn. Mà đến khi cha mẹ chết thì chỉ có làm văn tế ruồi. Bởi vì những cái của lễ này bỏ ra chỉ có ruồi nó ăn thôi. Văn hóa Việt Nam đi sâu hơn văn hóa do thái khi họ bắt chúng ta phải hiểu về trách nhiệm của mình đối với những người đã qua đời, mà đối với người Công giáo của chúng ta, chúng ta gọi là cầu nguyện cho các ngài trong thánh lễ, xin lễ cầu nguyện đọc kinh, phụ mẫu quá cố, sự tử như sanh, hương án bia danh, tử tôn kính dỗ, có hiểu gì không? Rồi. Hả? sự tử à, phụ mẫu quá cố cha mẹ mà chết rồi sự tử như sanh sự chết cũng như sự sống hương án bia danh tức là hương án phải có ghi tên các ngài tử tôn kính dỗ để cho con cháu nhớ mà cầu nguyện và đây là bổn phận của người con việt nam ngoài vấn đề ở trong uh, giới răng thứ tư là phải thảo kính cha mẹ thì ngay cả khi cha mẹ không còn thì cũng phải hương án bia danh tử tôn kính dỗ coi việc kính dỗ và tôn thờ các ngài nói về văn hóa Việt Nam hay trong tinh thần của người Công giáo của chúng ta coi việc cầu nguyện cho các ngài khi đã qua đời là một việc làm quan trọng và đó là đạo làm con ông bà của chúng ta dạy cái gì Ông bà dạy cho chúng ta là việc đầu tiên chúng ta muốn thành nhân Chưa nói tới việc thành công Việc đầu tiên chúng ta thành nhân Thành một con người là phải biết đối xử Và phải biết sống có đạo hiếu với cha mẹ Không những khi các ngài còn sống thì tôi không nói rồi hả Cha mẹ khi còn sống đã nói nhiều rồi Tôi muốn nói khi cha mẹ chết rồi kia Chứ còn khi mà các ngài còn sống bổn phận của mình Và khi mình làm mình không lo lắng cho các ngài thì những người chung quanh có thể thấy được để họ bêu xấu mình Bởi vì mình đã hất hủi loại bỏ ông bà cha mẹ ra khỏi nhà Hay khi các ngài trở thành một gánh nặng Thì mình cảm thấy hiểu được Tại sao mà ông bà càng về già càng tuổi Mà lời nói của các ngài không bao giờ sai Một mẹ nuôi được 10 con 10 con không nuôi được một mẹ Mình nghĩ nó tức cười nhưng rất đúng nhưng tôi không nói tới những người sống Bởi vì những người sống nó quá dễ dàng khi mình không lo cho các ngài Con cái không thảo hiếu với cha mẹ Thì những người hàng xóm nhìn vào Họ cũng có thể thấy được Nhưng đối với những người Khi cha mẹ chết rồi Ai là người đi theo để kiểm soát Trong năm vừa rồi Trong năm năm vừa rồi Có bao nhiêu lần chúng ta dâng lễ cầu nguyện Đọc kinh cho các ngài Văn hóa Việt Nam Đặt chúng ta vào một vị trí Mà nếu chúng ta muốn thành nhân Muốn thành một con người Thì người ta nói ở trên đời này sống nhờ mồ nhờ mã chứ không ai sống nhờ cả bát cơm sống nhờ mồ nhờ mã không phải là ở đó chúng ta cứ ra xây mồ xây mã cho lớn nhưng họ muốn nói tới bổn phận của những người con là phải hiểu không những khi cha mẹ còn sống mà khi đã qua đời phải biết quan tâm đến mồ mã sống nhờ mồ nhờ mã không ai sống nhờ cả bát cơm ở đó có giàu có bao nhiêu xã hội cũng coi thường rồi tôi mua qua phần thứ ba Và cái phần Mỗi một con người Phải làm đến đây để làm theo thánh ý của Thiên Chúa Chốc nữa Tôi sẽ để cho anh chị em vài phút hỏi Rồi tất cả chúng ta sẽ chấm dứt vào lúc 5 giờ 10 nhé Vì tôi nghe có cái lời hướng dẫn của tôi như vậy Thành ra tôi cứ nhìn đồng hồ ở đây Vậy yếu tố thứ ba Ngoài yếu tố chấp nhận yêu thương Ngoài yếu tố là con cái thảo hiếu với cha mẹ thì yếu tố thứ ba là mỗi một con người phải hiểu được lạy chúa con đến đây để thực thi ý chúa trong các dịp lễ của anh chị em tu sĩ của chúng tôi các sơ ngồi dưới kia cũng như tôi chúng tôi hay có đọc hoặc là bài đọc của ở trong sách Samuel khi mà tiên tri Eli đó ở với lại ông cậu bé Samuel Thì có tiếng gọi Và đến lần thứ ba Thì ông dặn với đứa bé Nếu lần này mà Chúa gọi thì nói lại Chúa Xin hãy nói vì tôi thưa Chúa đang lắng tai nghe Hosea, Hosea thì nói Là lại Chúa này con xin đến để thực thi ý Chúa Rồi ở trong thư gửi cho tín hiệu Do Thái Câu này được lặp lại Lạy Chúa này con xin đến để thực thi ý Chúa Một trong những yếu tố làm cho con người của chúng ta trở nên thánh là chúng ta có mặt ở đây để thực thi ý Chúa. Trong vai trò của một người vợ, trong vai trò của một người chồng, trong vai trò của một người con của một linh mục, của một nữ tu của bất cứ một người nào ở trong cộng đoàn, liệu chúng ta có biết vai trò của mình là gì không? Là mình đến đây để thực thi ý Chúa chứ không phải mình có mặt ở đây để đặt cái tôi của mình trở thành một trung tâm của vũ trụ và bắt những người khác phải theo ý mình mà để đạt được, để đạt được mục đích là tôi đến đây để thực thi ý Chúa. Thì Chúa Giêsu đã biết bao nhiêu lần ngài nói với chúng ta: Hạt lúa mà rơi xuống đất thối đi thì nó mới sinh được nhiều bông hạt. Còn nếu nó không có thối đi thì nó chỉ có trơ trọi một mình. Ai yêu mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai ghét mạng sống mình vì thay thì sẽ được không tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng sống cho người mình yêu. Một trong những điều mà Chúa Giêsu nói với chúng ta, có bổn phận đến đây để thực thi ý Chúa chứ không phải ý mình, là chúng ta làm thế nào để chúng ta chết cho người khác được sống. Ở đây tôi không nói tôn giáo, công giáo của chúng ta cổ võ cho việc chết không. Nhưng ở đây chúng ta cổ võ cho một xã hội cương thịnh Mà xã hội cương thịnh vẫn mạnh hạnh phúc bình an Là nhờ có sự hy sinh đóng góp của những người khác Cứ dùng gia đình của mình để mà nói đi Ví dầu mà cầu ván đóng đinh Cầu tre có gấp lấp lại cái gì Cầu tre lắc lẽo gập gần có khó đi Khó đi thì mẹ dắt con đi Con đi trường học Mẹ đi trường đời Những câu ca giáo rất đơn giản Để nói cái gì Muốn cho con có tương lai Người mẹ phải hy sinh Đây cũng có dịp tôi nói đến Cái bài thơ của Con, uh, uh, con cò hả huh? Có một dịp tôi cũng đã giải thích rồi Con cò mà đi ăn đêm Đậu phải canh mềm Lộn cổ xuống ao Ông ơi ông vớt tôi nào cho ông nở lòng nào Mà ông lại xáo măng sáo măng thì sáo nước trong, đừng sáo nước đục đau lòng cò con. Một bài ca dao rất ngắn nhưng nó nói lên được cả một túi khôn của thiên hạ, cả một túi khôn của dân tộc Việt Nam. ở trong đó nói lên rằng nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không chết đi nó trơ trọi một mình nhưng nó chết đi thì nó sinh nhiều bông hạt, nó hy sinh để cho người khác được sống. mà cái hy sinh của cha mẹ Việt Nam nó đi đến ở một mức độ mà tôi gọi là hy sinh tuyệt đối Con cò mà đi ăn đêm Cò nó không có đi ăn đêm Cò nó đi ăn ngày Cú kìa mới đi ăn đêm Con mắt cú nó mới nhìn được ban đêm Nhưng bởi vì ban ngày Nó tìm ăn không đủ Nó chỉ cho được con nó ăn thôi Cho nên tối đói quá Nó phải đành rút ra để mà đi ăn đêm đây là hình ảnh đầu tiên nói lên được sự hy sinh của những người làm cha làm mẹ Và bởi vì con mắt của nó trời sinh ra không phải như con cú Cho nên trong cảnh đêm nó mới đậu trên cành cây Nó mới lộn cổ xuống ao là vậy Chứ cú với dơi nó bay đêm có bao giờ nó đụng cái gì đâu rồi khi mà nó lộn cổ xuống ao Thì nó bị một người bắt Rồi bắt mới đem lên muốn làm thịt nó để mà ăn Thì câu nói cuối cùng của nó là gì Ông nỡ lòng nào mà ông lại sáo măng nhưng thôi không sao Nếu ông có sáo măng Thì xin ông sáo nước trong Chứ đừng sáo nước đục Tôi chết rồi thì không quan tâm Trước sau tôi cũng chết Nhưng mà đau lòng con tôi ở nhà Chỉ có những người cha mẹ Việt Nam Mà chúng ta nói đến một lối hy sinh Có tính cách tuyệt đối Cho đến giây phút chết Họ vẫn không nghĩ tới họ Họ vẫn nghĩ tới con cái ở nhà Sau này tội nó Bởi vì Cò mẹ, cò cha Bị sáo nước đục Chia sẻ với các cha Ở trên Washington DC Có một lần tôi nói đó Tôi không biết văn hóa của các anh như thế nào Nhưng văn hóa của Việt Nam chúng tôi đó Mỗi một khi mà mở tòa giải tội Thì chúng tôi biết rằng Người Việt Nam của chúng tôi Chuyên môn đi xưng tội cho con gái Mà đây là điều chúng tôi phải chấp nhận Đơn giản bởi vì các bà mẹ khi vào xưng tội Việc đầu tiên nhân cha và con và thánh thần con xưng tội một tháng Ôi cái thằng con trai của tôi thế là kẻ tội của nó Hết cái thằng con trai rồi tới con dâu Hết con dâu rồi tới con gái Là bởi vì chỉ trong văn hóa Việt Nam Mà tình cảm của gia đình làm cho chúng ta cảm thấy Cái vui, cái buồn của nó Cái tội, cái đúng, cái mừng của nó trở thành của mình Cho nên cái nó vui làm cho mình vui Cái nó buồn làm cho mình cảm thấy thê thảm Thay vì một văn hóa độc lập và có tính cách riêng tư private của Mỹ Có tính cách cá nhân thì mày chết mặt mày Còn đây đó không phải là chuyện của tao Chỉ có trong văn hóa Việt Nam Chúng ta mới thấy được cha mẹ đi xưng tội cho con cái Bởi vì những điều nó làm làm cho mình khó chịu Và đó là một ưu điểm của văn hóa chúng ta Đó là một ưu điểm nối kết gia đình vì thế Chúng ta đến đây để thực thi ý Chúa là gì? Là mỗi một người chúng ta không đến để làm theo ý mình Mà trong vai trò của mình Để cho gia đình chúng ta được nên thánh Thì chúng ta hiểu rằng Mình đến đây để thực thi ý Chúa Để sống, để chết cho người khác được sống Và để sống, để cho người khác được sống dồi dào hơn Tôi chỉ muốn kết luận như thế này Tôi chỉ muốn kết luận như thế này Giêsu, Maria, Giuse, một gia đình thánh và đừng nghĩ rằng gia đình thánh này chỉ có ở trong sách kinh thánh, ở trong sách vở. Mỗi một gia đình chúng ta đang ngồi đây bắt buộc phải nên thánh và đây là một mệnh lệnh. Mà mệnh lệnh này không đến từ tôi, mệnh lệnh này đến từ Thiên Chúa, đến từ Đức Giêsu. Ngài bắt chúng ta phải nên chọn lành như Cha trên trời là đấng chọn lành và muốn được như vậy. Ba yếu tố chính Việc đầu tiên chúng ta phải biết chấp nhận Như tôi đã nói Chấp nhận những cái sai Chấp nhận những cái tốt Cái ưu điểm, cái khuyết điểm Yêu thương tự nó chưa phải là chấp nhận Bởi vì mình phải học cách để chấp nhận Mà nhờ yêu thương nó là một động lực Rồi thứ hai Con cái cũng phải biết Ở trong gia đình thánh thiện Thì con cái phải biết thảo hiếu cha mẹ mà ở đây tôi muốn nhắn đến đối với người có đức tin như chúng ta Đừng chỉ dừng lại ở việc lo cho con cha mẹ khi các ngài còn sống Bởi vì chuyện đó quá dễ dàng Và chúng ta có thể quan sát được chuyện đó dễ rồi Đừng bao giờ quên trách nhiệm của chúng ta Đối với các ngài sau khi đã chết Bởi vì phụ mẫu quá cố, sự tử như sanh Cha mẹ chết rồi, sự chết cũng như sự sống Đừng có thấy nó khác nhau Và cuối cùng Trách nhiệm của chúng ta là gì Nếu nói đến vai trò của mỗi một người trong gia đình Thánh Phải hiểu được rằng Lạy Chúa này con xin đến Để thực thi ý Chúa Mà ý Chúa là làm thế nào Để chúng ta sống cho người khác sống dồi dào hơn Hay nếu cần Thì chúng ta đến chết Để cho những người khác được sống Rồi tôi xin chấm dứt ở đây Đúng 5 giờ Và tôi xin có 10 phút để những ai có câu hỏi Thì chúng ta có thể hỏi hả và trong 10 phút sau đó 5:10 thì tôi sẽ chấm dứt cảm chưa trình chị, chị, chị ơi à, bên em này chị, có chuyển, câu mà hỏi cho bác. để tôi lặp lại câu hỏi rồi tôi trả lời nhé thứ nhất là nếu mà nói đến công trạng thì thánh Giuse xe cũng công trạng như mẹ Maria Vậy thì tại sao có hai câu hỏi thứ nhất là về vấn đề kính ở trong giáo hội của mình tại sao lễ của Đức Maria nhiều hơn thánh Giuse đúng không và cái thứ hai là đối với Chúa Giêsu Sau khi Ngài sống lại như anh nói là Ngài đi thăm Đức Maria hả? Đức mẹ hả? Phải không? Tôi không nghe rõ cái câu đó Thì bây giờ tôi trả lời câu thứ hai trước Tôi cũng không biết là anh lấy việc mà Chúa Giêsu sống lại đi thăm Đức Mẹ ở đâu thì tôi không biết chứ mà tôi không có đọc được trong Kinh Thánh cái chỗ đó. Và tôi chỉ biết rằng thời kỳ khi Chúa Giêsu chết thì Thánh Giuse cũng đã chết rồi, cho nên bây giờ đi thăm chỉ có đi ra mồ mà thăm thôi. Chứ mà ngài chết mất rồi còn đâu mà thăm. Lúc đó thì Đức Mẹ còn sống hả? nhưng có một điều chắc chắn là trong công vụ tông đồ kể ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống thì mẹ Maria có mặt cùng với các tông đồ vì thế cái đó là có ghi lại còn việc đi thăm thì bà Maria đây là Maria Madalena thì gặp Chúa Giêsu chứ không phải là Đức Maria mà mẹ của chúng ta cái thứ nhất cái thứ hai nói về công trạng thì thật sự mỗi một người chúng ta cũng có công chứ không phải chỉ có thánh xe không nhưng mà công trạng nó nhiều hay ít hả ha? thì tùy theo cái vai trò đóng góp của mình ở trong cái chương trình cứu chuộc. Riêng với mẹ Maria thì thật sự mà nói vai trò của mẹ là một vai trò rất đặc biệt và không thể nào có một vai trò thứ hai. Vai trò mẹ cứu mang con Thiên Chúa và hạ sinh cũng như là không phải chỉ là cái công việc là Ngài ở lâu hơn Thánh Du Sa không phải. Nhưng việc mẹ chấp nhận và hạ sinh cũng như ở với Thánh Chúa Giêsu cho đến khi Ngài chết. Thì đây là một vai trò vô cùng đặc biệt mà Thánh Du Xe nếu mà chúng ta có đọc cũng không thể nào thay thế được. Công trạng của Thánh Du Xe được gọi là Thánh Cả. Thánh Cả có nghĩa là Thánh lớn nhất trong các Thánh. Nhưng so với vai trò của mẹ Maria thì rõ ràng không thể nào so sánh được. Và vì thế vai trò của mẹ trong chương trình cứu trục của Thiên Chúa rất đặc biệt. Và đó là lý do tại sao giáo hội vẫn có những cách hình thức kính đức mẹ Maria một cách đặc biệt hơn. Lý do là vậy. Dạ, con hỏi dạ, con có câu hỏi rằng có phải đờ, khi ông thánh chúa xe chết thì đức mà thì là đức chúa giêsu được bao nhiêu tuổi cơ à, phật sự lịch sử thì mình không biết nhưng mà nếu nói là các cái sách viết lại đó thì ở trong đó có có tất cả là khoảng chừng 10 cho tới 20 cuốn sách viết về Chúa Giêsu viết về giáo hội hả, trong thời gian đầu tiên ngoài bốn cuốn phúc âm mà tôi nói Matthew, Marco, Luca và Gioan thì có từ 10 cho tới 20 cuốn Tùy theo mà chúng ta đọc cuốn nào Thì ở trong đó có một cuốn không phải của ông Jacob Mà có một cuốn của Thomas Thì trong cuốn Thomas nói là Ông Du Sa chết lúc Chúa Giêsu được 11 tuổi Nhưng mà cũng chẳng có ai biết nó đúng hay sai Vì thế tất cả những cái này tôi chỉ nói Mình gạm gọi dùng cái từ gọi là ngụy tín mừng nó Tức là nó không phải là thật Nó là cái mà không được giáo hội công nhận cho nên hỏi Chúa Giêsu chết lúc nào thì tôi chỉ nói là ở trong đó có một cuốn sách kể như vậy Còn thật hay không thì chúng ta không biết Những cuốn khác không kể Nhưng mà điều mà chúng ta biết là Khi trong cái cuốn sách đó kể Khi bà Thánh Du Sa chết Thì Chúa Giêsu có mặt ở bên cạnh Ngài này kia có hết Nhưng mà thật sự chúng ta không biết khi nào À à tôi nói lộn lúc đó là 21 tuổi Chứ không phải 11 tuổi nhé 21 tuổi xin lỗi 21